Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Thì nhiều anh em yêu cầu mình với cậu Tư đó chính là làm trực tiếp bên keo, đó chính là con cây triệu đô á. Thì đây chính là quả con cây triệu đô mà video này mình với cậu Tư sẽ không làm bằng shop nữa anh em nhé. Một vật liệu mới đây, cậu Tư có thể giới thiệu cho anh em cậu Tư, đây nè. Này bằng đất sét các bạn. Cái đất mà lúc trước mình ưa nặng anh em, đất nặng đất sét á. Cái đất sét nè, nó mềm như vậy nè. Mà khi mình nắng á, là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là nó đông cứng lại như xi măng vậy đó nghe các bạn. Được của nó đấy. Cái này cũng tiện lợi dễ làm, nhưng mà có một cái là mình phải đợi thời gian. Cái này là cục đất sét giống như anh em lúc trước đi nắng đi học đồ các thứ, có nắng cái này hồi nhỏ anh em, đất có đủ màu đồ các thứ đó anh em nhờ. Thì đây chính là đất sét, thì gọi màu, nếu màu lên như thế nào cô Tư? Màu thì chắc mình sơn màu lên, mình vẽ lên. Đây anh em, thì cậu mình mua dạng như mua số lượng lớn thì sẽ mua một cái cục nó bự như vậy anh em. Không, nếu không mà mua theo hộp thì đâu có đủ đâu nặng. Rồi thì cái này là cậu Tư mình sẽ làm, cái này cậu Tư dự định là kích thước làm cái trái bông keo này tầm bao nhiêu cậu Tư? 25-35, tức là 25cm và 35cm rồi các bạn. Là chiều dài với chiều rộng anh, chiều dài là 35cm và chiều rộng là 25. Rồi bây giờ cùng xem cậu Tư mình sẽ tiến hành là vật liệu mới nè nhá. Tiến hành là chơi trái bông keo này bằng chế tạo trái bông keo bằng đất sét cho anh em xem anh em nhá. Sau quá trình thì nãy giờ cậu Tư mình làm con đất sét, cái này nãy giờ tốn thời gian bao lâu rồi cậu Tư? Cái này
nhanh nè, có 4 tiếng hồ, 4 giờ. 4 tiếng anh em, thì cậu mình đã làm xong đó chính là trái bông keo rồi. Anh em có thể xem sau đây cậu mình làm trên cái nền mút anh em nhá. Tại vì cái đất sét khi mà mình gỡ ra anh em nè. Đây này gỡ gỡ được anh em, nhưng mà gỡ ra là sợ nó gãy gãy không cậu ơi. Gãy gãy. Nó chưa được 24 giờ mà 24 tiếng hồ nó mới cứng. Dạ. Còn cái này nó mới có mấy tiếng hồ nó còn mềm nha các bạn, nó không có gỡ được. Nè anh em, nhìn này mình gỡ cho anh em xem thử nè anh em nè. Nhìn này lấy nét cho anh em xem đó, anh em thấy không? Nó trên cái lằn này anh em, nếu mà bây giờ gỡ thì gỡ vẫn được, nhưng mà sợ nó gãy anh em, nó gãy ra. Cái này là 24 giờ nó mới cứng ngắc vậy hả cậu ơi? Được của nó đấy. Đó anh em có thể xem, đây chính là quá trình tại vì mình với cậu Tư làm edit cho anh em xem hôm nay mà, cho nên chắc lẽ là không có gỡ ra, để đại luôn mà quay cho anh em xem thử. Đó anh em xem nữa giống không? Wow, anh em thấy trên đây có cái mặt của phi vụ triệu đô đấy, anh em nào phi vụ triệu đô khá là ngầu, anh em con keo triệu đô mà rất là nhiều tiền luôn đấy anh em. Em nhớ rồi, anh em thấy cái bộ mặt tôi dễ ngầu không? Và anh em xem cái trái bông keo cái mẫu ở đây, và anh em nhớ để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho mình, với cậu Tư cùng đọc phản cậu Tư mình làm giống khoảng bao nhiêu phần trăm so với trong game em nhớ. Và lại là yêu anh em muốn mình với cậu Tư làm những vật phẩm ở trong game, hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận luôn anh em nhé. Thì cậu Tư cầm và chia sẻ cho anh em trái bông keo này làm bằng đất sét nó có khác gì so với giờ những cái vật liệu khác không cậu Tư? Nó rất là đơn giản, cái nền thì xốp cũng vậy mà đất sét cũng vậy. Cậu Tư muốn làm cái vật liệu cho nó mới lạ cho các bạn xem, đừng có nhàm chán thôi. Nhưng mà đặc biệt một cái điều đó, rất là khó cho cậu Tư là 7 cái mặt này, 9 cái mặt là hai cái mặt hai bên là nó dính có chút xíu thôi, còn mấy cái mặt này vẽ và giống nhau là cũng là kỳ công lắm à. Đúng, hợp lý. Cậu Tư không lòng lắm, nhưng mà lỡ cái đoạn phim này nói với các bạn cậu Tư quay mà khi mà ấy lại là cái máy nó nóng quá nó cúp, rồi cậu Tư phóng rồi quay lại là cái máy nó không có quay nữa, cho nên là nói với các bạn thông cảm là cái khúc mà phóng hình lên đây là các bạn không có thấy, khúc đó nó hư rồi và cậu Tư không có quay lại được. Các bạn cũng thông cảm cho cậu Tư. Đó thì tại vì cái phần ấy giờ cậu mình làm hết pin điện thoại em, cho nên thì cậu mình sợ làm không kịp trong hôm nay, cho nên thì phóng nhanh cái này là cậu phóng nhanh luôn em, chứ là quay cho anh em cũng không gọn là lên màu thôi. Đây anh em có thể xem và vẽ mấy cái mặt này cũng khá là ngầu anh em ạ, kỳ công lắm luôn, mấy mặt này ghê lắm anh em ạ, thấy ghê lắm luôn ấy. Rồi chắc lẽ là giờ cũng tối rồi anh em, mình với cậu Tư sẽ cố gắng edit cái này nhanh và up cho anh em xem kịp hôm nay luôn nhá. Thì ngày mai cũng cập nhật OB rồi, nói chung là đồ nhiều, đồ súng ra khá là nhiều, cho nên mình cậu Tư phải làm sớm anh em rồi. Rồi video mình cậu Tư chế tạo quả bông keo triệu đô bằng đất sét trong game Free Fire anh hết rồi, và cảm ơn anh em rất là nhiều dành thời gian quý báu để xem video ủng hộ mình và cậu Tư nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo, bye bye.